thân ái xin chào các cô chú bác và các anh chị em thân mến trên cộng đồng mạng. Lời nói đầu cho em gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến nha. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất hôm nay em xin chia sẻ về câu chuyện của chị Hường Nắng cuồn cuộn Nguyễn Phương Hằng nha các anh chị cô chú bác. Hiện giờ em thấy trên cộng đồng mạng những cô chú bác, những khán giả rất là sáng suốt và thông minh. Đừng có một ai mà có một cái ý tưởng suy nghĩ mà lừa gạt khán giả, cộng đồng mạng, những cô chú bác hết trơn á. Nhất là cái bà CEO Nguyễn Phương Hằng nha. Bà đừng bao giờ bà lập cái thuyết âm mưu này, bà dựng cái thuyết âm mưu kia, bà lên bà lừa gạt khán giả cộng đồng mạng trên này ha. Bà nói là bà có 97 triệu dân ủng hộ bà. Cái này là bà dốc láo, bà dẫn dắt cộng đồng nữa rồi ha. Tôi nói cho bà nghe, 97 triệu dân ủng hộ bà hả? Bà coi hết chính cái kênh YouTuber của bà được bao nhiêu sụp hả? Được bao nhiêu sụp? Có 6.000+ sụp à. Cái kênh của bà nhiều nhất là có 6.000+ sụp thôi. Mà lên bà hét bà nổ cho cộng đồng mạng nghe là 97 triệu dân ủng hộ bà. Cái này là bà xạo các anh chị các bác. Bởi vì bà xạo quá, dần dần khán giả tẩy chay bà rồi. Bây giờ sụp cũng không có, view thì cũng không có bao nhiêu hết trơn á, tụt quá trời, sa sút quá trời rồi. Tại vì những cô chú khán giả cộng đồng mạng này nè, rất là sáng suốt, rất là minh mẫn. Những lời bà hứa, những lời bà nói bằng cái miệng mà không có làm ha. Cũng như bà ta nói bà hứa 200 tỷ cứu trợ miền Trung năm 2021 này, bà sẽ tiên phong đi đầu. Bà có cho người dân miền Trung không? Nói bằng cái miệng không à ha. Lời hứa bằng cái miệng, chót lưỡi đầu môi, nói mà không có làm. Khán giả cộng đồng mạng người ta nhìn nhận, nghe những lời bà nói, người ta nghe để đó coi bà có thực hành không. Không có thực hành ha. Rồi bà hứa cho em Hồ Văn Cường 1 tỷ. Rồi bà ta có làm không các chị cô chú bác? Vẫn không có làm. Đó, bà hứa biết bao nhiêu chuyện bà cũng không làm. Rồi ha, bà nói bà cho 50.000 bình oxy cho người dân. 50.000 bình oxy của bà, bà lấy đi đâu rồi? Bà cho được bao nhiêu hả? Bà cho được bao nhiêu rồi? Đó, bà có cho không? Đó, nếu mà bà cho 50.000 bình oxy ha, bà cho đi đâu? Đó, sao bà không có cái gì á chứng minh cho người dân coi? Người ta nói bà bây giờ oxy của bà không có cho dân đó, bà lấy chứng minh ra bà cho dân đâu? Bà cho đâu? Bà cho đi đâu? Bà cho ai? Bà chứng minh cho cộng đồng mạng, những cô chú bác á, người ta coi đi. Mình là người lớn trên cộng đồng mạng này á ha. Nhất á là bà nói á, bà là CEO nữa, nói là phải làm được, chứ đừng có CEO mà nói á một đường mà làm một nẻo ha. Nói mà không có làm, bởi vì người ta rất là coi thường bà ha. Người ta nói bà nổ là chỗ đó đó, bà xạo, bà dốc, bà láo nhiều quá mà ha. Cái đầu á bao lớn á thì đổi cái nó bao lớn thôi, không có thì nó không có ha. Đừng á có thùng rỗng á mà kêu to đó. Những cái câu chuyện á bà ngồi bà lên á bà phốt á, những anh chị cô chú bác kia ha, mấy anh em nghệ sĩ này nọ kia, là bà lấy cái bản thân của bà, những cái việc làm hồi trước của bà ha, bất hảo của bà ra bà ngồi bà kể, mà bà mượn cái tên của người khác thôi. Cái câu chuyện của bà dẫn dắt á, càng lúc người ta nghe được cái câu chuyện của bà là ta biết á, là những cái việc mà bà kể á, là bà kể cái bản thân của bà lên ha, bà nói cái bản thân của bà lên, nhưng mà bà mượn cái tên của người khác để bà kể đó. Tại vì những cái việc làm của bà hồi trước á, nó rất là bất hảo, cho nên á ha, ấm ức trong lòng của bà nó lâu lắm rồi đó. Bà ăn không ngon mà cũng ngủ không yên nữa. Rồi á, bây giờ á, bà bộc phát một cái gì đó, nó xui khiến cho bà phải bộc ra, phát ra cái khẩu của bà. Nhưng mà bà mượn những cái tên người khác để bà nói ra, kể ra cái câu chuyện của bà đó. Bây giờ cộng đồng mạng, cô chú bác, người ta nghe, người ta hiểu hết trơn á. Những việc làm của bà kể, bà nói người này người kia, bà nói là người này người kia là để thuê hay là để mướn gì đó trong cái câu chuyện của bà. Rồi bà nói người ta giật chồng này nọ đó. Mà bây giờ nói cho nghe, cái người giật chồng là bà đó. Bà đừng có nói người khác. Người khác á, cái người mà bà nói người ta giật chồng, cái người đó đó ha, tôi không muốn kêu tên ra đây nữa. Tại vì cái câu chuyện của bà kêu cái tên người ta lên đây, cái người đó người ta không có xấu xa như bà. Còn bà, cái người giật chồng á ha, cái bản chất của bà đang ở với ông Thình ha, đang có chồng mà bà còn có cái tư tưởng bà đi giật chồng của người ta, tức là ông Dũng Lò Voi đó ha.
Vợ chồng người ta đã có vợ chồng rồi, bà cũng có chồng rồi, bà bỏ chồng bà đi với giật chồng người khác đó, cái xấu xa đó đó, bà xấu xa hơn á người ta mà bà lên đây bà bóc phốt người khác, bà thấy chưa? Những cái việc làm xấu xa của bà ngồi bà phơi ra hết, bà phơi bày hết cho mọi người người ta nghe, toàn là những cái việc làm của bà hồi trước bà đối xử với người ta làm sao, bà ngồi bà nói là y chang như vậy á, chứ không có sai một ly nào hết trơn á. Những khán giả nè, cộng đồng mạng nè, cô chú bác á, người ta rất là thông minh, người ta nghe những lời bà nói ha, người ta nghe á, người ta thấy bà không có làm là ta không tin tưởng bà rồi ha. Giờ bà bóc phốt, bà nói xấu những người khác, những lời bà nói lên á, người ta càng nghe, người ta càng nghe rồi người ta biết rồi, những cái việc làm trước kia của bà đó ha, bà đối xử á, những người á, trước kia của bà như thế nào, nó y chang như vậy, y xì như vậy, y bóc như vậy hết trơn á. Thành thử ra là bà đang ngồi bộc lộ cái bản thân của bà trước kia bà làm sai, bà làm xấu, bà làm như thế nào đó, bà ngồi bà đang kể cho người ta nghe như vậy thôi, đúng không bà Nguyễn Phương Hằng? Còn 50.000 á, bình oxy á, của bà nói á, là bà cho những người dân á. Thật sự ra cái này á, cũng là một cái thuyết âm mưu của hai vợ chồng bà thôi. Năm á, dịch bệnh á, là cái khu du lịch nào á, người ta cũng quăng vắng hết trơn rồi, đúng không? Bà biết không ổn rồi, cho nên hai vợ chồng bà lên kế hoạch, lên một cái âm mưu để á, kinh doanh cái khác. Mà kinh doanh cái khác là cái gì? Trong cái mùa dịch này cái gì bán đắt nhất, chạy nhất, cần tiêu dụng nhất là cái gì? Oxy ha, bao tay đó, những cái này á, là bà biết á, là nhất định sử dụng nhiều nhất, những thứ này á, là bà biết á, là sẽ sử dụng nhiều nhất, cho nên á, hai vợ chồng bà ha lên kế hoạch làm những cái oxy này ra để mà bán cho dân. Nếu mà làm một cái oxy á, ra để mà bán cho dân á, mà không ai biết tới á, bà nghĩ cách quảng cáo ra như thế nào? Sao quảng cáo mà các anh chị quý bác? Bà ta phải tạo ra một cái drama để cho cộng đồng mạng tập trung tới bà ta rồi á, biết tới bà ta đó. Bây giờ cái âm mưu của hai chồng bả đó là cái oxy đó làm về để bán cho dân đó, chứ không phải là cho dân ha, bán cho dân. Nếu mà một con người bà có tâm, bà thương dân ha, bà làm việc thiện, bà giúp cho dân, thì 50.000 bình oxy á, bà hứa với người dân là bà cho á, người dân á, là bà lấy về á, bà làm ra 50.000 bình oxy ra, bà chia đều liền, làm xong là chia liền cho các bệnh viện rồi. Một bệnh viện mà cho 1.000 bình đi, bà cũng cho được 50 bệnh viện, giúp được biết bao nhiêu người rồi hả? Mà cái oxy đó bà làm cho tới nay á, bà cho ra được bao nhiêu hả? Tôi hỏi bà cho được bao nhiêu? Bà đâu có cho đâu, bà cho ra được chút đỉnh thôi, đúng không? Cho ra chút đỉnh đấy coi như là có quảng cáo là Đại Nam bà có oxy thôi, rồi để người ta biết là cái Đại Nam bà có oxy, rồi bà đóng lại cái oxy đó, bà không có cho ra nữa, rồi bà tạo hiệu ứng đám đông kéo phân tới Đại Nam ha, cho lịch dịch bệnh á, cho cái dịch bệnh nó lan truyền ra nhiều nữa để người ta cần tới oxy đó ha, rồi kiếm tới Đại Nam của bà mua đó. Con người của bà nó âm mưu như vậy, những cái thiết âm mưu á, của hai vợ chồng bà á, như vậy đó. Bây giờ cộng đồng mạng, cô chú bác người ta rất là sáng suốt, tôi nói cho bà nghe, bà đừng có dẫn dắt nữa ha, bà đừng có làm á, tỏ vẻ ra là cái bề ngoài của bà đội cái lớp Bồ Tát ha, đi cứu dân độ thế, mà thực ra trong lòng bà cá bồn rau răm ha. Đó, bà là một á, cái con á, phù thủy đội lớp người ha. Một khi á nha, mà hai vợ chồng bà mà biết vì dân vì nước á, là không có kéo phân á tới Đại Nam trong cái mùa dịch năm khi này đâu ha. Đó, bà kéo phân á tới Đại Nam 2 lần, kéo tới Thiền Am á 1 lần đó, biết bao nhiêu người á, tôi hỏi bà ha, 1-2 ngàn người trong số đó. có vài người á, cái F0 thôi nó lây lan á, cho vài chục người trong đó, rồi vài chục người đó đó về nhà lây cho người thân, rồi mấy người thân đó đi vòng vòng ngoài đường, tại vì người ta cũng không biết, người ta cũng là nạn nhân thôi, người ta không biết người ta bị nhiễm bệnh đó, rồi người ta đi vòng 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 vòng, nó lây lan ra biết tới bao nhiêu cho tới ngày hôm nay đó. Cái câu chuyện này á, là do hai vợ chồng bà âm mưu để mà làm ra đó. Bà đừng có nói lên đây bà nói bà vì dân bà vì nước cái gì chứ, bà vì dân bà thương dân là 50.000 bình oxy bà cho rồi,
bà lấy về bà nhập về là bà cho liền cho dân, giúp dân liền ngay lúc đó rồi, ngăn chặn cái dịch này liền rồi, bà đâu có cho ra đâu đúng không? Bà im liềm, bà tạo phân đi tới chỗ này đi chỗ tới chỗ kia nữa, để cho cái dịch nó lan truyền ra tùm lum hết trơn á đó. Bây giờ á, bà nói bà đóng oxy ha, bà đóng oxy, bà còn lên tiếng mà nói bây giờ bà bán oxy đó đó, bà lên tiếng cho người ta biết là bà bán oxy luôn á. Ai làm gì được bà? Đúng rồi, không có ai làm gì được bà hết trơn á, nhưng mà người ta biết cái bộ mặt của bà, nói được làm không được. Bà lên đây á, cái drama này á là bà chủ yếu là bà bán hàng thôi, bán những cái mặt hàng của bà á. Trong cái mùa dịch này á, những cái nhu yếu phẩm á, ta cần thiết á, vợ chồng bà âm mưu làm những nhu yếu phẩm đó để là kinh doanh, bán cho dân, chứ không phải là cho dân, giúp dân nha. Cho nên á, tôi nói cho hai vợ chồng bà nghe, làm cái gì làm, cộng đồng mạng là không phải chỗ cho hai vợ chồng bà đùa giỡn, không phải cái chỗ á, để cho bà xỏ mũi ha. Hai vợ chồng bà cho người ta ăn bánh vẽ, người dân người ta rất là thông minh, cộng đồng mạng người ta rất là sáng suốt ha. Đó, bà cái nón bà có to, cái đầu bà không có được to, như trái nho thôi à. Bà đừng có nghĩ là bà muốn xỏ mũi người ta, không bao giờ có chuyện đó đâu. Bà cỡ tầm của bà về bà chỉ nói chuyện cho con bà nghe bà thôi ha. Ở trên đây là cộng đồng mạng, rất là nhiều người, những lời bà nói á ha, người ta nhìn nhận, người ta biết hết trơn à. Đừng bao giờ á mà tưởng là qua mặt người ta gạt được người này, gạt được người kia. Còn cái phân á mà bưng bô á bỏ đích cho bà, YouTube bá dơ á của bà nó bưng bô cho bà á, là tại vì á ha, thứ nhất á là nó kêu gọi tiền, nó sợ á cái drama này của bà kêu sao kê, kêu tới tên tụi nó, cái tập đoàn tụi nó mới im, nó bưng bô cho bà để bà khỏi kêu nó ha. Và những một số nữa là những cái kênh mới, nó thành lập một cái kênh mới nó ra, nó dựa hơi của bà để nó làm cái kênh mới lên đó, để á nó kiếm cháo ha, kiếm cơm, bất chấp bưng bô cho bà, để mà những kiếm cái đồng tiền bất chấp á, bị chuyện vu khống cho người khác, làm những cái chuyện thất đức, vô đạo đức, vô lương tâm. Cái nghiệp của tụi nó á, nó còn rất là thê thảm. Tôi nói cho bà nghe, nói cho cái tập đoàn bá dơ nghe luôn ha, mấy đứa bay á, sẽ rất là thê thảm ha. Con cháu của tụi bay á, sẽ lãnh nghiệp của tụi bay dài dài luôn. Rồi lúc đó á, ha, đó, giống như con mẹ cuồng cuộn của tụi bay vậy á, làm gái á, là đam mê ha, giật chồng á, là tự hào đó. Cái nghiệp của con cháu tụi bay á là sẽ như vậy đó, nói bước theo á con mẹ cuồng cuộn của tụi bay như vậy đó. Tao nói cho tụi bay nghe ha, đừng có nói sao mà tao nói trước, tại vì cái này á tụi bay cổ xí cho bả mà, tụi bay khen bả mà, đúng không? Tụi bay khen bả là tức là con cháu tụi bay nói là tụi bay ơi cái này là đúng rồi, cho nên thôi nó lấy bả làm gương, tụi nó sẽ đi theo con đường của bả đó. Tụi bay làm cái gì làm, tụi bay cũng phải chừa lại một cái đường, chừa lại cái đường ha, cái đạo đức con người là thứ nhất, và cái luật nhân quả nữa, con cháu của tụi bay nữa. Tụi bay không chừa, tụi bay ăn hết trơn, tụi bay hưởng hết trơn thì con cháu tụi bay lãnh thôi. Cái gì cũng vậy hết trơn á, gieo nhân nào á thì gặp quả đó thôi, trồng cây nào thì ăn trái đó thôi. Tôi nói cho tụi bay nghe, chương trình hôm nay á em xin chia sẻ tới đây với các anh chị cô chú bác nha, và em xin hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo sau. Xin kính chúc các cô chú bác và các anh chị em luôn mạnh khỏe. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều đã đến với kênh Yến Nhi nha. Thank you, em bye bye.